Welcome to Baby Vivian Kim Channel. I am 2 years old. I love helping my mom. I love cooking yummy foods. New video every Wednesday. I hope y'all enjoy my videos. Please like, share and subscribe my channel. Rồi bước đầu tiên là mình sẽ luộc bún nha. Kim đang lấy nước ra để luộc bún. Này luộc xương nha. Mở thêm một nồi nước nữa để Kim luộc xương. Nước. Bên đây là mình luộc xương nè, bên đó là mình luộc bún. Giỏi. Ok. Giỏi. Đúng rồi. Cái chừng danh. Ok, good job. Để nhẹ thôi, được nổi không? Nặng quá hả? Ừ, nắm lên nhẹ thôi. Hai tay, đúng rồi. Nhẹ 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 nhẹ, ok, hết sức nhẹ. Đúng rồi, ok. Rồi, lấy thêm cái nữa. Được không? Để ý hấp cho. Đúng rồi, nhẹ nhẹ vậy đó. Nè, ok, rồi bỏ vô. Bỏ vô nhẹ thôi. Ừ, đúng rồi. Thêm một ít nữa. Thêm một cục nữa. Nhẹ, ừ, rồi. Đây, thêm một cục nữa. Nhẹ thôi nha. Ok, rồi giỏi quá vậy. Xương này mình trần là khoảng 3 phút rồi mình tắt nha. Ừ. Nó sôi lên là mình tắt. Ừ. Chà chà thôi. Rồi chà xong bỏ vào dĩa nè. Kim rửa tay đi, rửa tay xà bông rồi đi qua đây nấu nước súp nha. Ok, xà bông cho con nha. Rửa sạch nhau. Rồi bây giờ là Kim rửa củ cải trắng xả nha, với là củ hành. Rồi cầm lên chà chà đi, bỏ ra đó. Ừ đúng rồi đó. Ừ rồi bỏ qua bên kia đi rồi mình đổ thêm nước nè. Đúng rồi. Nước sôi á. Ừ. Cái phần nước mà mình dùng để mà nấu cái nước súp này thì mình dùng cái nước lọc. Thì ở nhà mình nó có cái hệ thống nước lọc này là nước chỉ uống thôi. Thì nó sẽ sạch hơn là cái nước bên kia. Nói chung thì tùy lúc mà có khi mình kỹ thì mình sử dụng nước này. Còn không thì thường mình vẫn sử dụng cái nước bình thường trong nhà. Tại vì nước bình thường trong nhà cũng đã có sẵn cái hệ thống lọc. Ok, cái nước mình bỏ lên tới đây. Cái Kim ra ngoài vườn. Rồi và cái này là cái phần bò nạm mình bỏ vô thêm. Để một lát nó chín đó thì mình hầm cho nó mềm. Bằng cái nồi áp suất này thì khoảng chừng 2 tiếng. Là tính từ cái lúc mà tính từ cái lúc sôi luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ đem đi hầm cái nồi này. Hope you all enjoy my videos. Please like, share, and subscribe my channel. See you in my next video. Bye bye.